Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 10cm. Nguyên liệu mũi khoan làm bằng thép hợp kim siêu cứng và bền. Lắp mũi khoan vào rồi gài chốt giữa mũi khoan lại là xong. Sau khi lắp mũi khoan xong, chúng tôi sẽ đưa máy ra nền đất khô cứng. Ở trên bề mặt đất khô cứng, còn dưới sâu lại ướt và dẻo, bò lên mũi khoan rất khó khoan. Chúng ta bật công tắc, khởi động máy, sau đó ngâm ga để khoan. Bà con cùng theo dõi kỹ thuật viên khoan đất mũi đường kính 10cm nhé. Sau khi chúng tôi khoan thử mũi khoan đường kính 10cm xong cho bà con, bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 15cm để khoan cho bà con cùng xem. Cách tháo ráp mũi khoan cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc tháo chốt cài và rút chốt ra. Sau đó lấy mũi khoan ra, cắt lắp mũi khoan mới và cũng thực hiện các bước tương tự như vậy. Khi bà con khởi động cho máy nổ, chuẩn bị khoan, bà con lưu ý dụng đứng máy khoan đất lên. Tư thế khoan dạng hai chân ra trụ vững, dùng hai tay cầm chắc lấy cần máy khoan, sau đó bóp tay ra để cho máy bắt đầy khoan. Khi mũi khoan xuống sâu được 1/3, chúng ta nhấc nhẹ máy khoan lên để cho đất dính trên mũi khoan rơi ra, sau đó chúng ta tiếp tục khoan xuống, như thế người cầm máy khoan sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Mời bà con cùng xem, đây là lỗ khoan có đường kính 15cm và sâu 80cm, khoan trên nền đất ruộng có bề mặt khô cằn và bên dưới bề mặt là đất ướt dẻo. Chúng tôi vừa khoan thử mũi khoan đất có đường kính 15cm xong. Bây giờ chúng tôi sẽ tháo mũi khoan 15cm ra, sau đó lấy mũi khoan đường kính 20cm. Cách tháo ráp các mũi khoan đều giống như nhau, rất đơn giản, chỉ việc gỡ chốt ra rồi thay mũi khoan. Sau đó gắn chốt lại là xong. Mời bà con cùng xem dòng máy khoan đất cầm tay này khoan đường kính mũi khoan 20cm như thế nào nha. Chắc chắn bà con sẽ rất bất ngờ về sức mạnh của một máy khoan cầm tay nhỏ bé này có thể làm được. Mời bà con cùng xem, đây là lỗ khoan có đường kính 20cm và sâu 80cm, khoan trên nền đất ruộng có bề mặt khô cằn và bên dưới bề mặt là đất ướt dẻo. Thời gian khoan một lỗ không đến 30 giây. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 25cm, khoan trên nền đất khô cứng, ở trên bề mặt đất khô cứng, còn dưới sâu lại ướt và dẻo. Bò lấy mũi khoan rất khó khoan để xem kết quả như thế nào nha. Cấu hình máy khoan đất chạy xăng, động cơ xăng pha nhớt, công suất 1,8 kW, dung tích bình xăng 0,9 lít, trọng lượng máy năng 9,5 kg,
sử dụng máy một người, sử dụng mũi khoan tối đa 25cm, được trang bị với tay lái giảm rung mới cho phép kiểm soát tuyệt đối của cấp độ và độ sâu khoan. Lốc máy được xử lý một cách tinh vi và tỉ mỉ, khung sắt chắc chắn, dễ vận hành. Tay cầm chắc chắn tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho người sử dụng. Được nông dân sử dụng rộng rãi trong việc khoan đất, khung máy rất chắc chắn, an toàn cho người sử dụng khi khoan. Cổ bình xăng lớn được chế tạo thẳng đứng tránh xăng đổ ra ngoài. Bộ nòng có dung tích xi lanh lên tới 54cc, động cơ hai kỳ xăng pha nhớt giúp máy có khả năng vận hành ưu việt tốc độ lớn, công suất mạnh rất khỏe. Hộp số tự động của máy khoan lỗ trồng cây và mũi khoan được làm từ hợp kim thép, có độ bền cao. Công dụng của máy khoan lỗ trồng cây trong cuộc sống. Đối với ngành lâm nông nghiệp thì việc đào đất hố trồng cây rất mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhiều khu vực đồi rừng hoặc đất vườn địa chất đất rất khó có thể đào hố trồng cây bằng tay. Vì thế máy khoan đất trồng cây giúp cho bà con nông dân tăng năng suất, hiệu quả hơn trong việc trồng trọt cây cối, mặt khác chủ động hơn trong việc phải tìm kiếm nhân công đào hố trồng rừng. Máy khoan lỗ trồng cây ra đời cải thiện sức lao động cũng như hiệu quả. Máy có thể đào được tới 500 hố trên một ngày, hiệu quả hơn rất nhiều so với đào tay. Ngoài ra máy còn rất nhiều loại mũi đường kính khác nhau, giúp linh động hơn trong việc đào đường kính từng hố, thích hợp cho việc trồng từng loại cây khác nhau. Sau khi chúng tôi khoan thử mũi khoan đường kính 25cm xong cho bà con, bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 30cm để khoan cho bà con cùng xem. Cách tháo ráp mũi khoan cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc tháo chốt cài và rút chốt ra. Sau đó lấy mũi khoan ra, các lắp mũi khoan mới phải cũng thực hiện các bước tương tự như vậy. Với độ rộng đường kính 30cm bà con sử dụng để trồng cây rất phù hợp và thành dụng. Khi bà con sử dụng đường kính mũi khoan 30cm, bà con chú ý tư thế đứng phải vững để giữ trụ máy khoan thẳng đứng để khoan được dễ dàng hơn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.